Xuất khẩu rau quả 9 tháng đầu năm nay đã vượt qua cả kim ngạch xuất khẩu dầu thô theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố thưa quý vị. Theo số liệu hải quan từ đầu năm đến ngày 15 tháng 9, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,68 tỷ đô la Mỹ, vượt qua cả xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm từ chất dẻo. Rau quả cũng vượt mặt các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như lúa gạo, hạt tiêu, cao su để trở thành mặt hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu nhiều thứ tư của Việt Nam sau thủy sản, cà phê và hạt điều. Theo Hiệp hội Rau quả, xuất khẩu rau quả của những tháng đầu năm nay thuận lợi là nhờ tăng trưởng ở thị trường Trung Quốc và một số thị trường khó tính như Mỹ, Úc. Dự báo năm 2016, xuất khẩu rau quả có thể đạt kim ngạch 2,5 đến 2,6 tỷ đô la Mỹ, lần đầu vượt kim ngạch xuất khẩu gạo.